chương trình bên dòng thời sự được phát hình trên đài truyền hình IBC băng tầng 57.19. Cá nhân chúng tôi là Phan Điệp và chúng tôi là Tống Phước Hiến. Thưa anh, Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào họ cũng dương cái ngọn cờ là vì độc lập dân tộc, vì sự phồn vinh của đất nước. Nhưng mà thật sự, thực chất của họ Chả có phải là vì dân tộc, vì đất nước gì cả Mà chỉ là vì cái đảng Cộng sản Việt Nam và Cộng sản quốc tế mà thôi Thì nhân đây xin anh trình bày Về cái món nợ mà đảng Cộng sản Việt Nam thiếu nợ cái nhân dân của Việt Nam Thưa anh à, Thưa anh Nói về Cộng sản mà mắc nợ nhân dân và lịch sử Việt Nam Thì một núi nợ yeah, Trả hoài không hết Chỉ có đem À, mình mà tàn nhận cái là phải tiêu diệt cái đảng đó thì may ra cái dân tộc mới có cơ hội được phát triển ở đây chúng tôi chỉ nói đến vấn đề mong nờ xương máu mà cộng sản Việt Nam đã mắc nợ người dân Việt Nam từ thời Nguyễn Phú Trọng bởi ừ, Nguyễn Phú Trọng trong lịch sử của loài người nói chung và lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng và ngay lịch sử đảng cộng sản Việt Nam không có một tên nào tham ô quỷ quyệt lưu manh ác độc bằng Nguyễn Phú Trọng và à, Nguyễn Phú Trọng luôn luôn dương là cờ là à, trong sạch xã hội đốt lò thực sự ra vấn đề đốt lò của Phú Trọng chẳng qua là một hình thức để mì dân và củng cố cái tập đoàn quyền lợi của chúng nó và chúng nó Nguyễn Phú Trọng chính là người gây ra mầm đoàn tham nhũng và sau mầm đoàn tham nhũng sẽ là mầm đoàn của 12 siêu quân ngay trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, đấu đá và thanh trừng trong nội bộ vốn dĩ là cái chuyện đã thường xảy ra ở trong Đảng Cộng sản nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng ngay từ khi là Đảng Cộng sản còn trong bóng tối để là tìm cách tránh dịch cái công trạng đối với tổ quốc nhằm mục đích là để có vị trí quyền lực và cuối cùng là phải làm sao cho có quyền lực đó là cái vấn đề tối quan trọng đảng cộng sản phải có quyền lực và nó đấu tranh chẳng qua là dùng cái danh dùng cái hình thức là tổ quốc nhưng mà thật sự nó chỉ có đảng và tàu cầm của nó mà thôi đảng cộng sản một chứng minh một rõ ràng là đảng cộng sản đã độc quyền cái trị tất cả những cái quyền để phát triển đất nước đều nằm trong tay đảng cộng sản. thí dụ như độc quyền về chính trị đảng phái, độc quyền về giáo dục, độc quyền về thông tin tuyên truyền. tất cả những độc quyền đó để cộng sản gom lại vào trong tay của mình để nhằm mục đích là thống trị đất nước Việt Nam và miên viễn thống trị đất nước Việt Nam về vì vậy cho nên khi mà cộng sản đã gây dựng được một lực lượng của mình thì cộng sản đã tạo nên một đường dây tội ác kinh doanh trên mạng sống của người dân làm tiền trên mạng sống người dân thí dụ như vụ covid 19 vừa rồi mà chúng tôi đã thưa với quý vị và có vẻ trong tương lai sẽ tiếp tục thứ hai là vụ máy bay giải cứu là hai hình ảnh rõ rệt nhất đó là chưa kể trước ngàn chín trăm trước khi mà khoảng ngàn chín trăm năm bốn năm năm là với cái chủ trương cải cách đường đìa để giết hại người dân và đưa người dân về bần cùng. thí dụ như là sáu năm chín trăm bảy thì cộng sản sau khi xâm chiếm miền Nam chúng đã dùng những cái thủ đoạn đế hèn à, là đi à, gọi là à, đánh phá triệt hà những cái nhà tư bản. thiệt ra chẳng có ai tư bản hết mà người những cái trong cuộc sống người ta phải khuất trương công việc người ta ngay bây giờ công sản nó vẫn tư bản của của chúng nó thôi nhưng mà nó tranh ăn và nó sẵn sàng diệt tất cả những cái nào mà có thể làm lời cho đất nước giờ đây người ta nhìn bên ngoài thì có vẻ như kinh tế Việt Nam phát triển thưa không bởi vì cái số đất mà nó có tiền mà cái đất gọi là cái cái cái, cái, cái 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 kinh doanh địa ốc của chúng nó đã đến bây giờ hết đất rồi không còn kinh doanh được nữa thì cái sự phát triển của xã hội ngày càng trở xuống và thứ hai là đồng tiền của cái người ở ngoài kiều mà chúng nó gọi là việc kiều đó tức là những đồng tiền của chúng ta đó đã trộn về cho nó một năm khoảng từ 20 tới 21 tỷ một khoản tiền không được cho không không hoàn lại và nó đổi bằng cái tiền giấy của nó thì cái đó là cái mà nó đang sống được. Và trong tương lai nếu cái cộng đồng Việt Nam giảm bớt đi cái phần tiền gửi về cho chúng nó và vấn đề kinh doanh địa ốc của nó không còn nữa thì cộng sản sẽ kiệt quệ. Và thứ hai nữa nhìn có vẻ là những cái đường phát triển về về về, về à, giao thông, thiệt ra thì đó là do những cái nước tư bản như Nhật à, họ viện trợ các cái cầu đường để mục đích là vì nhân đạo cũng có mà vì vấn đề kinh tế cũng thông thương cũng có thì trong tương lai vấn đề đó sẽ được đặt lại và chưa chắc cộng sản đã được phân gạt cái quốc tế những cái nước tư bản để trở thành làm giàu cho chúng nó và vấn ngày đó không còn xa nữa bây giờ chúng ta thấy là khi mà cái cái khi nào thì cộng sản họ sẽ chúng nó sẽ đánh nhau rõ ràng đó là lúc nào miếng ăn thơm và nhiều thì đánh nhau khi nào mà chúng nó kiệt quệ thì chúng nó gom lại với nhau để chúng nó nương tựa với nhau mà sống bây giờ nhìn bên ngoài có vẻ phát triển thì sự phát triển đó chính là mầm mống cho đảng cộng sản trong cái cái thành viên của đảng cộng sản đang chia chia nhau để đánh để mà tranh ăn trong đó người phú trọng là cái thằng đầu, đầu À, cái hình ảnh rõ nhất là cái vụ mà năm bổn tiếp viên hàng không chờ chất chơi ma túy và mà nó gọi là ma túy bây giờ nó cho trong ma túy ma túy nữa mà gọi là ma túy tối hiệu Cộng sản nó nó xài những cái chữ mà <cười> buồn cười là ma túy và cái người một người đi qua được hình như là bên uh, bên thủy sĩ thì phải thì người đó là con dâu của người phú trọng đó là con dâu người phú trọng thành ra cái vấn đề gọi là rõ ràng nhưng ai dám nói hết và người phú trọng có mấy lần là có chính người phú trọng buộc miệng là nói rằng là mở ra được thấy một cái vali à, tiền không người phú trọng ra lệnh đóng lại và đem đi đem đi đâu không loại thành ra người phú trọng là một cái tay đài lưu manh ăn cướp ăn giật mà luôn luôn cứ hở dòng ra là à, liêm chỉnh. cái vừa rồi khi mà tổng thống biden vào, vào việt nam tại sao người phú trọng không có để cho à, võ văn thưởng hay là phạm minh chính ra tiếp bởi vì cái chuyện này là phạm minh chính và võ văn thưởng không được lệnh của tàu cộng cho nên võ văn thường mới chứng minh rằng mình là đệ tử trung thành của tập cận bình cho nên khi tiếp Biden đến là à, võ văn thường có vẻ khinh thường à, vừa ngồi thì là à, cầm ly rượu để nói chứng tỏ hành động đó để cho tập cận bình rằng, À thưa ngài con vẫn là đệ tử của ngài đây rồi Ngô phú trọng không ra gì cả không có tư cách gì cả là tiếp đón mà tiếp đón một cách um, không có đúng đúng đắn về vấn đề giáo thiệu giáo, giáo tế cho nên tất cả mọi cái mà tôi không hiểu chính phủ Hoa Kỳ họ nghiên cứu hay không hay là họ chỉ vì cái vấn đề biển Đông mà họ phải quỳ lùi như vậy biển Đông nếu không có à, Việt Nam thì vẫn có những cái tổ chức những cái nước khác cần gì nhưng mà áp lực của chúng nó quyệt quệ thì chúng nó bắt buộc phải quay thôi còn cái này mình chính phủ hoa kỳ họ nương họ họ, họ dụng làm cho cộng sản có những cơ hội để mà lên mặt với thế giới cái điều này càng ngày thì cộng sản nó sẽ làm cho nghĩ rằng chúng nó là người ta phải cầu cần nó bây giờ rồi, rồi chúng tôi thấy rằng là cái cái việc tham nhũng đó phé đạm đó đã đưa đến tình trạng nam Cộng, bắc Cộng đánh nhau đang tìm cách thanh toán với nhau bởi vì miếng ăn quá ngon chức tổng bí thư mà người phú trọng mua luôn luận rằng là chỉ có người miền bắc là coi như thông minh hơn giỏi giang hơn cho nên làm à, làm được tổng bí thư còn nam Cộng là ngu dốt hơn không làm được qua câu nói là người miền bắc có lý luận hơn cho nên chức vị tổng bí thư phải đi dành cho người bắc đây là Sư quân đã có ngay trong lời nói này và có lẽ Nguyễn Phú Trọng chưa kịp chết thì đã thấy cái nạn này cái tai họa của nó sẽ tới. Bây giờ chúng ta thấy rằng là khở cả là cộng sản bắt tù với một cái điều luật rất là ngặt rất là đảm buồn cười là 331 và người ta đã tìm hiểu chúng tôi tìm hiểu xem trong hiến pháp cái của cái, cái là hiến pháp của cộng sản thôi hiến pháp và mới nhất là hiến pháp và của cộng sản là 2013 thì trong đó người ta thoại mặc dầu không ai kể cá nhân chúng tôi không chấp nhận đảng cộng sản còn là hiến pháp đó là đổ bỏ sọt rác nhưng mà chúng tôi muốn lấy cái đảng cái cái hiến pháp đó của chúng nó làm để chứng minh rằng đảng cộng sản là một phường gian dối thứ nhất là điều 4.2 Viết rằng Đảng Cộng sản chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Điều 28, công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia và thảo luận kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề cơ sở địa phương và nhà nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, công khai, minh bạch để tiếp nhận và phản hồi ý kiến của kiến nghị người dân điều 30 mọi người có quyền khiếu nại tố cáo về cơ quan tổ chức và cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật cơ quan tổ chức cá nhân à, cơ quan tổ chức à, cá nhân đó phải tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định pháp luật nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo lợi dụng quyền khiếu nại để tố cáo vu uh, khống, vu cáo người bị hại. Cái thứ về chúng tôi đọc trên những cái điều đó thôi. À, thì quý vị có thể thấy rằng công sản là một tên gián xảo lão lương. Điều một là nó phụ nhận hết tất cả những cái chuyện này Điều một phụ nhận hết Điều 88 phụ nhận hết Và cái chữ phản đồng và chống đối nhà nước Nó chụp trùm lên cái tư tưởng và đời sống người dân Đảng Cộng sản phải Một điều chúng tôi mới nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản phải hoạt động Mà chính nó, nó nói ngay Đảng Cộng sản hoạt động dưới khuôn khổ pháp lý Và chúng tôi yêu cầu Người dân Việt Nam yêu cầu phải bại bỏ điều bổ hiến pháp mà cộng sản từ xác định từ cho mình có cái thẩm quyền này kinh nghiệm xương máu của à, gần 100.000 người dân chết trong vụ đại dịch à, covid 19 vì các vi khuẩn mà vi khuẩn đó là do cộng sản mang lại và cái sự rối gạt bằng cái gọi là test thiết là tất cả mọi cái đều giả dạ tạo lưu manh mất dạy mà chính Ngọc phú trọng là người chủ trương cái này bởi vì nếu không Ngọc phú trọng chủ trương xin hỏi oh, làm sao anh được ngồi sau chủ trương nếu nếu mà Ngọc phú trọng không chủ trương thì Ngọc phú trọng không bao giờ cho cái phán quốc việt một cái ấn thưởng rằng là huân chương lao động hàng ba và cho phép các đảng các cái bộ y tế các bộ khác và ngay cái viện quân y xác nhận rằng cái, vi, cái 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 tên này đã được quốc tế công nhận một việc làm ai cũng có thể giải quyết được cũng thấy được rõ ràng như vậy người phú trọng làm thinh, người phú trọng cho con dâu mình trộn ra thủy sĩ người phú trọng bán cho thằng pháp quốc việt cái huân chương lao động hạng ba người phú trọng âm thầm trị thị cho các cái uh, uh, bộ, như như bộ y tế chẳng hạn là khuyết trương biểu dương và công khai nói rằng là covid 19 đã được của pháp quốc việt đã được quốc tế công nhận tội ác này nằm trên đầu người phú trọng và người phú trọng phải trả lời chứ không thể phú trọng huynh hoang à, ta đây là yêu nước người phú trọng yêu nước gì hết á người phú trọng là tên phản quốc và tội ác của phú trọng phải được lịch sự xử trị chúng tôi mong muốn rằng chúng tôi còn đủ sống để thấy được người phú trọng ra pháp trường để trả lại cái món nợ đối với đất nước Việt Nam. Cứ thưa về chương trình chúng tôi đã à, hết giờ, chúng tôi xin à, tạm thời chia tay quý vị sau ít phút quảng cáo và sau đó Thánh Điệp sẽ trình bày quý vị ở phần 2. Kính mong quý vị tiếp tục theo dõi của chúng tôi ở phần 2 vấn Điệp.